đây mà. Thôi đi vào đây, đi vào đây chơi cho. Trời ơi, mày quên chưa đóng cái cửa lại, mày đóng cái cửa lại thôi. Không về, tao kia ra ngoài cửa sổ này để đi tìm nó. Đây này, cái cửa này, này phải đóng lại này. Trời đang mưa đây này, cái này không đi được đâu. Để khi nào tạnh mưa rồi mẹ lai con ra, đi ra ngoài chơi nhá. Đang nắng núi. Ừ, đây này, hôm trước nhảy ở đây này, đi vào. Đi, ca, đi vào đây. Đi. Con chơi gì đấy? Cá hổ bằng cá hổ bằng. Em là con cá hổ. Em là con cá hổ. Ừ rồi, em ngồi xuống đi để mẹ trùng chăn lên cho em làm con cá hổ. Ngồi xuống đi, mẹ trùng chăn lên cho. Sợ thế. À, bây giờ để mẹ làm cá hổ cho. Nhá. Ừ, để mẹ trùng chăn lên mẹ làm cá hổ cho. Ừ, con rồi, rồi con làm cá hổ xem ca có sợ không? Ta không sợ đâu. Nhìn cái tóc kìa. Nhìn cái tóc của con kìa. Đi ở đây ca. Đi đây. Đi. Để mẹ làm cá hộp cho hai đứa chơi nhá. Nha. Ca nằm ngửa, ca nằm ngửa ra mẹ xem. Rồi. Ca thích chơi với chăn lắm đúng không? Để cho ca chơi với chăn nhá. Nằm xuống đây. Để mẹ massage cho hai đứa đi. Trời ơi, con cá hộp này. Con cá hộp con này. À. Để bây giờ mẹ massage cho Kaka nhá. Con mang cái gối, con mang cái gối này đây đi bé. Để mẹ massage cho hai đứa. Ngày nhỏ mà mẹ massage cho hai đứa ngủ luôn mà. Ngày cơ bơ massage. Massage nhá. Rồi, ca ở đây nằm nữa. Rồi, đúng rồi, nằm im đây để mẹ massage cho hai đứa nhá. Massage để cho hai đứa ngủ một giấc thật là ngon nào. Đấy. Rồi, nằm im nhá. Bây giờ massage cho bé trước nha, rồi đến lượt Kaka nha. Bây giờ ca nằm đây đi để mẹ massage cho em trước. Có cần phải cởi áo ra không nhỉ? Cởi áo ra đi nhờ. Cởi váy ra đi nhá. Mẹ massage đúng rồi, ngồi lên. Cởi váy ra. Massage. Rồi giơ tay đi. Ôi, cái bụng bự, cái bụng bự. Rồi, làm xong, đến lượt Kaka nào, cởi áo nào. Ngồi đây. Ngồi đây, rồi, để mẹ cởi áo, mẹ massage nha. Từ. Em ra. Ca nằm xong. Ca nằm xong, dưới hai cái tay về đường trước. Mẹ ơi, em ra. Rồi, rồi, nằm hẳn xuống. Đúng rồi, ok, ok. Đấy, massage nha, thấy chưa? Thấy không? Nằm, 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 nằm. Nằm cái mặt áp xuống. Đấy, để cảm nhận. Thấy quá nhỉ? Từ từ về đến lượt Kaka nha. Thấy không? Kiểu tách 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 à. Ca nằm nằm con nằm thế nào, đến mẹ đấm cho em một tí rồi đấm cho ca nha, đấm lưng cho ca nha. Đấm cho nào. Bây giờ con thử ngủ ngáy vậy xem nào. Sao cho Kaka nha. Nằm nghỉ nha. Tí nữa rồi sẽ đến lượt con nha. Nằm im nha. Nhắm mắt lại nào. Nhắm mắt lại để cảm nhận. Thư giãn. Rồi. Kaka nào. Ca nằm xuống, bây giờ đến được Kaka rồi. Để hai tay lên đây. À
ca lại thích nằm ngửa trước à? Rồi xem cái chân nào nha, xoa bóp để mẹ nắn cái chân của ca nhá, xoa bóp nha, bấm huyệt nha. Đấy, quá là thích luôn. Rồi, chân bên nào. Những cái mặt của ca kìa, mình cười. Rồi, ca nằm quay xuống đây, nằm hẳn xuống đây. Rồi, hai tay bỏ lên đây. Không, nằm sắp lại. Rồi, đúng rồi, tay để đây. Ok. Cơ bắp này, cơ bắp của cái ca này. Ừ. Từ bé. Con cũng muốn xoa bóp cho ca. Hả? Con thấy nó làm nhẹ nhàng thôi nhá. Ừ, nhẹ nhàng thôi. Ôi dồi ôi, ở đây cơ bắp của cái ca này. Đấy, cơ bắp của cái ca đấy. Leo chiều rồi. Ê, nằm hay nè. Được rồi, thế con nằm ngửa ra, đúng rồi, mẹ xem nào.